Và như vậy là chúng tôi đã bốc hàng lên xe. Vâng, hành trình từ cửa hàng Thế Giới Máy Cần Thơ đi Sóc Trăng để bàn giao bộ máy sắt gạo mini cao cấp Pageo, máy ép cắm viên inox Pageo TK150. Vâng, như vậy là Đình Vân đã đến vị trí của khách hàng là phải bên kia sông. Sắt gạo. Bên này là bên nghiền bột nha. Lúa là mình đổ cho mình nghiền luôn. Rồi, đúng rồi. Cắm điện vô xong thì mình bật CV CV an toàn này lên. Cái này khi mà nếu như điện không đủ thì nó cũng cứ ngắt. Đấy. Đây là cái công tắc đảo chiều để sử dụng cho sắt gạo và nghiền bột bên này. Mình bật sang bên này đúng không? Sắt gạo. Vẫn bật sang bên trái là dùng cho cái này. Đấy. Mỗi lần dùng chức năng này thì dùng được hai chức năng này nó độc lập. Tức là em sắc gạo là em sắc gạo. Khi em ghiền bột thì em phải dừng cái này. Khi một lúc mà dùng hai cái là không được. Rồi. Còn cái này là phần này là mình dùng để ghiền cái dạng hạt như kiểu ngô rồi lúa rồi mình ghiền cái cám là mình cho vô cái bên trên này. Cái túi này là dùng để mình cột cái này lại để mình cho chấu với cám nó ra đây này. Được chưa? Đấy. Như thế này em chai em cho vô thì em sẽ mở cái này ra, em cho xuống, lúc đó em cho xuống vừa ấy à. Để em kiểm tra cho cái độ gạo nó ra bóc hết trấu chưa. Dạ. Được chưa? Ra đấy. Em cứ chích cái này lên cứ mỗi lần mỗi nấc. Được chưa? Xem kiểm tra. Từ từ để cho nó chảy hết trong cối này ra đây đúng không? Thế nó đang còn chưa ấy thì em lên. Đấy. Khi em lên cái này đúng không? Em lên một lần em chỉnh ok. Em để em xe ngoài. Đập ra. Ốc hả? Để cả con luôn. Đừng có ốc bự qua là nó cạp không được thôi. Còn là ốc mà thường thường nhá, ốc mà pha trộn cám là em cứ đập ra để cho nó thấm với cám không? Để nó làm cái độ ẩm nó đều hơn. Còn cứ đập ra là em trộn cám vô, rau, chuối là chắc luôn. Ốc nhỏ đây cho vô nó ghiền luôn à. Cho vô nó ghiền xong là nhưng mà mình cứ trộn đều mấy cám, trộn đều đi. Đấy, cua cũng thế, cua thì cho vô luôn. Dạ. Thì anh 1 2 3 4 5 6. Ok. Rồi, ok nha, con cảm ơn chú nha. Chị nha, có gì thì cứ liên lạc với công ty qua số điện thoại. Chú ơi, con xin phép chú nha. Tụi con bây giờ đi giao cái máy kia nữa. Con cảm ơn chú nha. Rồi, có gì là tụi con cùng bây giờ đi giao cái máy này cho khách khác nên là cũng không có nhiều thời gian. Có gì chúc chú sức khỏe. Có rảnh là gọi cũ bác nhất kìa. Dạ. Đi giao cái máy còn một cái máy sắt gạo đây nữa. Đây nữa. Dạ, đấy chú. Bây giờ con cục con chắc chắn lại để con chạy đi giao nè.